Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 751, hai cái hoàn toàn khác nhau. Minh Khôn nhẹ giọng nói, thực lực này của Diệp Huyên, quả nhiên là sâu không lường được. Tiêu Qua, sau khi rời khỏi học viện đạo nhất, Diệp Huyên đi thẳng tới đạo nhất thành, hắn nhanh chóng tìm thấy một thương hội. Thương hội Thái Hòa. Sau khi Diệp Huyên đi vào thương hội, có một cô gái vẻ ngoài thanh tú đi tới tiếp đó, nàng ta nhìn hắn, cười nói, các hạ cần gì ạ? Diệp Huyên nói, ta cần ba thứ, gỗ thần hồn, sen hộ tâm, hoa tố linh, có không? Cô gái thanh tú quan sát Diệp Huyên, các hạ, mấy thứ này không phải đồ bình thường. Diệp Huyên cười nói, cô là sợ ta không mua nổi à? Cô gái thanh tú vội phân bua, cũng không phải có ý này, nhưng mà... Diệp Huyên cười nói, cô có thể tự quyết định không, nếu không thì bảo người nào có thể quyết định đến thương lượng với ta. Cô gái thanh tú hơi cúi người, vậy xin các hạ đợi một lát. Nói xong, nàng ta xoay người đi. Một lát sau, một ông lão đi ra, ông lão nhìn Diệp Huyên, các hạ muốn ba thứ kia sao? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão cười nói, ba thứ kia đều không phải thứ tầm thường, đặc biệt là sen hộ tâm. Thứ này vô cùng quý giá, ít nhất có giá 100.000 viên tử nguyên tinh. 100.000 viên. Nghe vậy, Diệp Huyên thầm thấy nhẹ nhõm, 100.000 tử nguyên tinh đương nhiên chỉ là một khoản nhỏ với hắn. Diệp Huyên vội nói, vậy thì mời các hạ lấy ba thứ đó ra. Ông lão nhìn Diệp Huyên, cười nói, xem ra các hạ cũng không phải người bình thường, không biết các hạ là. Diệp Huyên hơi mất kiên nhẫn, một tán tu mà thôi. Các hạ, ta đang cần gấp ba thứ đó. Ông lão cười nói, thưa tôn khách, thương hội của ta cũng không có ba thứ này. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên lạnh lẽo, không có vậy ông nói nhảm cái gì. Ông lão lại nói, tôn khách đừng hiểu lầm, ý của lão phu là nơi này không có, nhưng chúng ta có thể điều chuyển hàng, cần một ngày. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, vậy thì điều chuyển hàng đi, phải nhanh đấy. Ông lão cười nói, cần đưa 200.000 tiền đặt cọc trước, đến lúc đó nếu tiểu hữu đột nhiên không cần, thì chúng ta cũng sẽ không trả số tiền này lại. Tiền đặt cọc. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt ông lão, trong nhẫn chứa đổ có đúng 200.000 viên tử nguyên tinh. Ông lão cười híp mắt nhận lấy nhẫn chứa đổ, sau đó nói, ngày mai vào lúc này các hạ lại đến nhé. Diệp Huyên chắp tay, vậy thì làm phiền rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi thương hội Thái Hòa, Diệp Huyên trở về học viện đạo nhất. Diệp Huyên hơi hưng phấn, vì hắn phát hiện là hoàn toàn có thể. Diệp Huyên cũng không chỉ nghĩ, mà lập tức bắt đầu hành động, nhưng vừa mới thử, hắn đã gặp phải một vấn đề. Đó là vỏ kiếm. Hắn phát hiện vỏ kiếm bình thường hoàn toàn không chịu nổi hai loại kiếm kỹ này, không đúng, chỉ kiếm kỹ rút kiếm kia thôi, vỏ kiếm bình thường đã không thể chịu nổi rồi. Phải tìm một vỏ kiếm thích hợp. Không có vỏ kiếm, vì thế Diệp Huyên chỉ có thể tạm thời thôi việc dung hợp hai kiếm kỹ, điều hắn có thể làm bây giờ chính là cố gắng nghiên cứu để hiểu rõ kiếm kỹ này. Chương 752, xin đợi một lát. Thời gian từng chút trôi qua, ngày hôm sau Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục, đi tới thương hội Thái Hòa ở đạo nhất thành một lần nữa. Người tiếp đón hắn vẫn là cô gái thanh tú hôm qua, Diệp Huyên cười nói, mong các hạ thông báo với quản sự của quý thương hội là ta đến lấy đồ. Cô gái thanh tú gật đầu, xin đợi một lát, nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Một lát sau, nàng ta đi tới trước mặt Diệp Huyên, hơi áy náy nói, xin lỗi, hứa quản sự không có ở đây. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ông ta bảo ta giờ này hôm nay đến lấy đồ, sao lại không ở đây? Cô gái thanh tú lắc đầu, không biết, mời tôn khách quay lại vào ngày mai. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Thấy thế, Diệp Huyên càng nhíu chặt mày, hắn im lặng một lát, sau đó xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Huyên lại đến thương hội Thái Hòa, lại gặp cô gái thanh tú kia, hắn vừa định lên tiếng. Cô gái thanh tú đã nói, hứa quản sự không ở đây, hôm khác tôn khách hẳn đến. Dứt lời, nàng ta lại muốn bỏ đi. Diệp Huyên đột nhiên chặn trước mặt cô gái thanh tú, nàng ta nhíu mày,
Diệp Huyên cười nói, ông ta không gặp ta, đúng không? Cô gái thanh tú nhẹ giọng nói, hứa quản sự không có ở đây. Diệp Huyên đột nhiên đánh về bên phải một cái. Ầm. Vách tường cách đó không xa ầm ầm đổ nát, một ông lão xuất hiện ở đó. Chính là hứa quản sự kia. Diệp Huyên chỉ vào ông ta, cười hỏi, không phải cô nói ông ta không có ở đây sao? Cô gái thanh tú nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, hứa quản sự ở cách đó không xa đi tới trước mặt Diệp Huyên, ông ta bình tĩnh nói, sao, các hạ là muốn ra tay ở đây à? Diệp Huyên cười nói, không dám, ta chỉ đến lấy thứ ta cần thôi, các hạ đưa cho ta sẽ lập tức rời đi. Thứ gì? Vẻ mặt hứa quản sự không chút cảm xúc, thứ gì, lão phu không biết. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức bật cười, hắn cười nói, hóa ra thương hội Thái Hòa này là hắc điếm. Hứa quản sự híp mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, các hạ không thể nói bậy như thế được. Dứt lời, phía sau ông ta đột nhiên xuất hiện 6 người, đều là cao thủ phá không cảnh. Hứa quản sự lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, cái tượng khi nãy có giá 100.000 viên tử nguyên tinh, để lại 100.000 viên tử nguyên tinh, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. 100.000 viên tử nguyên tinh. Diệp Huyên suy nghĩ một chốc rồi cười nói, ông thật sự muốn lấy sao? Hứa quản sự nhẹ giọng nói, sao lại không muốn? Diệp Huyên búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt hứa quản sự nhìn nhẫn chứa đồ. Trong nhẫn chứa đồ vừa khéo có 100.000 viên tử nguyên tinh. Đi, đi nói với đại trưởng lão. Nói xong, mọi người lập tức muốn đi tìm đại trưởng lão. Lúc này, Diệp Huyên chợt nói, tìm đại trưởng lão cái gì? Việc này để tự chúng ta giải quyết. Đi, các huynh đệ, đi tới thương hội Thái Hòa với ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà mấy người Tiêu Qua cũng vội vã đi theo. Trên đường, Tiêu Qua trầm giọng nói, Diệp Huynh, thương hội Thái Hòa này không đơn giản, chính là thương hội lớn nhất ở Bắc Phực chúng ta, rất giàu có, quan hệ cũng rộng, chúng ta phải cẩn thận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 753, các ngươi là học viện đạo nhất. Diệp Huynh gật đầu, cười nói, cẩn thận, mọi người cẩn thận một chút, lần này chúng ta đến là để nói đạo lý. Nghe vậy, Tiêu Qua yên tâm hơn, đến nói đạo lý cũng có nghĩa là sẽ không làm lớn chuyện. Diệp Huyên nhanh chóng dẫn theo 12 học viên nội viện đến Thương hội Thái Hòa, đột nhiên có nhiều cao thủ đến như vậy, đương nhiên đã kinh động Thương hội Thái Hòa. Mấy cao thủ phá không cảnh nhanh chóng chặn trước mặt đám người Diệp Huyên. Trong đó người dẫn đầu chính là hứa quản sự lúc trước. Nhìn thấy Diệp Huyên, hứa quản sự hơi sửng sốt, sau đó nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh hắn. Vẻ mặt ông ta lập tức trở nên nặng nề. Vì những người đến đều là phá không cảnh, đương nhiên là trừ Diệp Huyên ra. Tiêu Qua bên cạnh Diệp Huyên nhìn về phía hứa quản sự, Diệp Huynh, chính là ông ta lừa gạt 10 triệu tử nguyên tinh của Huynh đúng không? Diệp Huyên gật đầu, vẻ mặt vô cùng căm phẫn, là ông ta, chính là ông ta lừa mất 10 triệu tử nguyên tinh của ta đấy. Nghe vậy, hứa quản sự ngây người. Sau đó giận tím mặt, ngươi nói nhảm cái gì đó. Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyên trước mặt ông ta đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một thanh kiếm đâm thẳng vào cổ họng ông ta. Máu tươi chảy xuống. Thấy thế, mọi người đều sửng sốt. Tiêu Qua nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, đại ca, không phải huynh đến nói đạo lý sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đây chính là cách nói đạo lý của ta. Tiêu Qua. Sau khi Diệp Huyên ra tay, tất cả mọi người đều sững sờ. Hiển nhiên họ cũng không ngờ Diệp Huyên lại đột nhiên ra tay. 10 triệu viên tử nguyên tinh. Nghe thấy lời Diệp Huyên, ông lão áo đen nheo mắt lại, 10 triệu viên tử nguyên tinh. Ngươi chắc chứ? Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, đương nhiên chắc chắn, tiền bối, ta cũng không có yêu cầu khác, chỉ cần quý thương hội bồi thường cho ta 10 triệu viên tử nguyên tinh. Ta tự nhiên sẽ rời đi. Bồi thường 10 triệu viên tử nguyên tinh. Ông lão ác đen giận quá hóa cười, thật là thú vị không ngờ hôm nay lại có người đến lừa bịp thương hội Thái Hòa ta, thú vị. Chương 754, tên này thật to gan.
Diệp Huyên lạnh nhạt hỏi, vậy là Thương hội Thái Hòa không có ý định bồi thường. Ông lão áo đen cười mỉa mai, người nghĩ Thương hội Thái Hòa ta dễ bắt nạt hả? Ngươi! Lúc này Diệp Huyên chợt lên tiếng, cướp cho ta, không để lại bất cứ thứ gì trong Thương hội Thái Hòa. Nói xong, hắn đột nhiên rút kiếm rồi xông thẳng về phía ông lão áo đen. Đám người Tiêu Qua thấy thế thì kinh ngạc, cướp Thương hội Thái Hòa. Khi mọi người định thần lại, Diệp Huyên đã lao vào đánh nhau với ông lão áo đen. Đám người Tiêu Qua đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó mặt Tiêu Qua trở nên khá dữ tợn, Thương hội Thái Hòa bắt nạt học viện đạo nhất chúng ta, đánh chết con mẹ nó. Tiêu Qua vừa dứt lời, mọi người lập tức xông lên. Trong điện đạo nhất ở học viện đạo nhất, đại trưởng lão đứng phát dậy, ông ta nhìn ông lão trước mặt mình với vẻ mặt tràn đầy khó tin, ông nói gì cơ? Hắn dẫn đệ tử nội viện đi cướp Thương hội Thái Hòa. Ông lão gật đầu, đúng vậy, họ và Thương hội Thái Hòa đã đánh nhau rồi. Sự việc rất nghiêm trọng, nhiều người trong thành đã chú ý. Đại trưởng lão trầm giọng hỏi, tại sao hắn lại đi cướp Thương hội Thái Hòa? Ông lão trả lời, nghe nói hắn đến Thương hội Thái Hòa mua vài món đồ, một vị quản sự của Thương hội Thái Hòa nuốt riêng tiền của hắn. Chuyện là hẳn là thật. Có điều nhất định không đến 10 triệu viên tử nguyên tinh. Chắc là tên này cố ý muốn lừa bịp Thương hội Thái Hòa. Nói tới đây, ông ta lắc đầu cười khổ, tên này thật to gan. Đại trưởng lão tiếp lời, hắn không chỉ to gan mà còn tinh danh nữa. Ông lão nhìn về phía đại trưởng lão, ý ông là. Đại trưởng lão cười khẽ, đây vốn là chuyện của một mình hắn. Nhưng bây giờ lại biến thành chuyện của Thương hội Thái Hòa với học viện đạo nhất ta. Nói xong, ông ta đứng lên, đi thôi, đi xem thử xem. Ở Thương hội Thái Hòa, đám người Diệp Huyên đã bắt đầu đánh nhau với Thương hội Thái Hòa. Lúc mới khai chiến, phe Thương hội Thái Hòa bị áp đảo toàn diện, đám người Tiêu Qua cũng điên cuồng cướp đồ trong Thương hội Thái Hòa dưới sự ra hiệu của Diệp Huyên. Mới đầu bọn họ vẫn còn hơi do dự. Nhưng ngay sau đó họ còn điên cuồng hơn Diệp Huyên. Đại trưởng lão xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên, ông ta cười hỏi, Tống Liên huynh, huynh vẫn khỏe chứ? Người đàn ông trung niên tên Tống Liên lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, học viện đạo nhất ông công khai tới cướp bóc Thương hội Thái Hòa ta, ông phải giải thích thế nào đây? Đại trưởng lão lắc đầu cười, Tống Liên huynh, chuyện này là lỗi của Thương hội Thái Hòa huynh. Học viên của ta đến Thương hội Thái Hòa mua đồ, nhưng quản sự của Thương hội Thái Hòa lại muốn ăn thêm tiền, hơn nữa còn đe dọa hắn. Trong chuyện này, Thương hội Thái Hòa làm vậy là không đúng. Tống Liên cau mày, y quay đầu nhìn về phía ông lão áo đen ở bên dưới. Ông lão áo đen trầm giọng bảo, ta cũng không biết tình hình cụ thể. Y quay sang nhìn cô gái xinh đẹp cách đó không xa, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cô gái xinh đẹp hơi chần chừ. Chương 755, cống hiến lớn. Thấy thế, ông lão áo đen lập tức xa sầm nét mặt. Lúc này đại trưởng lão cách đó không xa đột nhiên cười bảo, Tống Liên huynh, chuyện đã rõ ràng lắm rồi, không phải sao? Nghe vậy, cô gái xinh đẹp bên dưới vội vàng nói, không, tuy hứa quản sự có nhận 200.000 viên tử nguyên tinh của hắn, nhưng ông ấy không lừa bịp hắn 10 triệu viên tử nguyên tinh. Ả ta vừa nói xong, vẻ mặt của Tống Liên lập tức trở nên khó coi, xung quanh vang lên một tràng tiếng kêu xì. Ăn quỵt. Thương hội Thái Hòa thật sự ăn quỵt. Tống Liên đột nhiên vung tay phải lên, cô gái xinh đẹp kia lập tức biến thành một đống thịt vụn. Tống Liên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên ở dưới, cuối cùng y nhìn về phía đại trưởng lão, chúc mừng quý viện đã thu được một học viên ưu tú như thế. Nói xong, y quay lưng bỏ đi. Diệp Huyên ở dưới vội vàng nói, 10 triệu viên tử nguyên tinh của ta. Đại trưởng lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn Diệp Huyên, thấy đủ rồi thì thu tay đi. Diệp Huyên nói, họ lừa bịp ta, sao ta có thể bỏ qua chuyện này. Khóe miệng đại trưởng lão khẽ giật, cậu đã cướp hơn một nửa thương hội của người ta, cậu kiếm lời rồi. Kiếm lời. Diệp Huyên suy nghĩ, hình như là thế. Lúc này đại trưởng lão đột nhiên hỏi, Diệp Huyên, cậu làm vậy chẳng khác gì đắc tội với Thương hội Thái Hòa, cậu biết chứ? Diệp Huyên cười đáp, đại trưởng lão, ta cũng không phải người thích gây sự.
Nhưng mà thương hội Thái Hòa bắt nạt ta không nuốt nổi cục tức này. Đại trưởng lão nhìn Diệp Huyên, ông ta lắc đầu thở dài, sau này nếu không có việc gì thì cố gắng đừng ra khỏi học viện. Lần này thương hội Thái Hòa chịu thiệt hại nặng nề như vậy, họ có thể sẽ không chịu để yên. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Đại trưởng lão cũng gật đầu rồi xoay người rời đi. Diệp Huyên thì dẫn đám người Tiêu Qua trở lại học viện đạo nhất. Trong nhà gỗ của Diệp Huyên, mọi người ngồi quây quần bên bàn. Chia chiến lợi phẩm. Tiêu Qua cười nói, lần này chúng ta kiếm được tổng cộng 6 triệu tử nguyên tinh, trong đó có 40 món bảo vật bậc thiên, vài món bảo vật quý hiếm. Ta ước lượng thử thì trị giá khoảng 2 triệu tử nguyên tinh. Kiếm được số tiền này, có thể nói họ sẽ không thiếu tử nguyên tinh trong một thời gian ngắn. Lần này địa vị của Diệp Huyên trong lòng mọi người cũng có thay đổi. Sau khi mọi người đi, Diệp Huyên đến viện thần binh của học viện đạo nhất. Trong đây cất chứa rất nhiều của báu vật lạ. Lần này hắn đến để tìm thử xem có bao kiếm thích hợp hay không. Nhưng hắn vừa đến cửa viện thần binh đã bị một ông lão ngăn lại. Ông ta nhìn Diệp Huyên, có nhập lệnh không? Chương 756, cậu cần tốt đến mức nào? Diệp Huyên sửng sốt, nhập lệnh gì cơ? Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên, cậu không có thì tới làm gì? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó hỏi, nhập lệnh phải xin của ai? Ông lão lạnh nhạt đáp, đi tìm đại trưởng lão. Diệp Huyên cười nói, được thôi, ta đi tìm đại trưởng lão. Nói xong, hắn xoay người chạy mất. Ông lão, điện đạo nhất. Diệp Huyên đến tìm đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn Diệp Huyên trước mặt mình, cậu muốn vào viện thần binh. Diệp Huyên gật đầu. Đại trưởng lão hỏi, vào đó để làm gì? Diệp Huyên trả lời, tìm đồ. Khóe mắt đại trưởng lão khẽ giật, cậu cho rằng viện thần binh là đâu mà muốn vào là vào. Diệp Huyên cười nói, ta hiểu, nếu muốn vào trong hẳn phải có điều kiện gì đó, đại trưởng lão có thể nói cho ta biết không? Đại trưởng lão hờ hững đáp, cũng không có điều kiện khắc nghiệt gì đâu, chỉ cần có cống hiến cho học viện là có thể vào trong. Cống hiến? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, ta có cống hiến cho học viện rồi mà. Đại trưởng lão nhìn Diệp Huyên, ông ta hơi ngạc nhiên, cậu cống hiến cho học viện hồi nào? Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, đại trưởng lão, ông cảm thấy Diệp Huyên ta thế nào? Đại trưởng lão nhìn Diệp Huyên, sau đó trả lời, thiên phú không tệ, thực lực không tệ, sức chiến đấu thì nổi bật hơn nữa, hiếm gặp. Diệp Huyên nghiêm túc nói, đại trưởng lão, không phải ta yêu bản thân quá đâu. Thiên tài như ta gia nhập học viện đạo nhất đã là cống hiến cho học viện đạo nhất rồi. Hơn nữa còn là cống hiến lớn. Đại trưởng lão nghe mà trợn mắt ngoác mồm. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Ông ta thật sự không ngờ trên đời này lại có người mặt dày như vậy. Nghe thấy lời Diệp Huyên, đại trưởng lão ngây người, sau đó ông ta vội vàng lắc đầu, không có, lão phu có thể chắc chắn nói với cậu rằng trong viện không có vỏ kiếm nào đạt tới bậc thánh. Ông ta nói tới đây thì tạm dừng, sau đó lại nói, tiên kiếm tông có thể có, nhưng người ta chắc chắn sẽ không cho cậu. Tiên kiếm tông. Diệp Huyên im lặng. Lúc này đại trưởng lão chợt nói, ngoài tiên kiếm tông, cậu còn có thể đến một nơi. Diệp Huyên vội hỏi, nơi nào? Đại trưởng lão trả lời, tiệm rèn. Tiệm rèn, Diệp Huyên hơi khó hiểu, ở đâu? Chương 757, tiệm rèn. Đại trưởng lão cười đáp, trong đạo nhất thành có một người thợ rèn rất giỏi, có lẽ hắn có thể rèn một chiếc vỏ kiếm cho cậu. Có điều, hắn có làm cho cậu hay không còn tùy thuộc vào bản lĩnh của cậu. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, ta đi thử xem. Đại trưởng lão cười bảo, chúc cậu may mắn. Diệp Huyên lại nói, đại trưởng lão, ta muốn nhờ ông giúp một việc. Đại trưởng lão bảo, nói đi. Diệp Huyên trả lời, ta cần 3 món đồ. Đại trưởng lão hỏi, 3 món đồ mà cậu đã mua khi đến thương hội Thái Hòa trước đó sao? Diệp Huyên gật đầu. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, ta sẽ làm việc này giúp cậu. Có điều cậu phải tự trả tiền. Diệp Huyên cười nói, tất nhiên rồi. Vậy ngày khác ta sẽ tới thăm đại trưởng lão. Nói xong, hắn thi lễ rồi xoay người rời đi. Nhìn Diệp Huyên rời đi,
Đại trưởng lão lắc đầu cười khẽ, thật ra tính tình cũng không xấu cho lắm. Lúc đầu ông ta quả thật đã mơ ước bảo vật của Diệp Huyên. Nhưng cuối cùng ông ta đã dần thay đổi suy nghĩ của mình. Như người áo đen bí ẩn đã nói trước đây, món bảo vật trong tay Diệp Huyên, ai giữ thì kẻ đó xui xẻo. Thay vì đi tranh đoạt quả khoai lang bỏng tay này, ông ta nên xây dựng mối quan hệ tốt với Diệp Huyên và ngồi chờ thời cơ đến. Hơn nữa ông ta phát hiện Diệp Huyên rất dễ gần. Đương nhiên hắn cũng có chút táo bạo, có điều theo ông ta thấy, thật ra sự táo bạo này cũng được coi là một loại cá tính. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi điện đạo nhất, hắn đi tới đạo nhất thành, chẳng mấy chốc hắn đã tìm thấy tiệm rèn mà đại trưởng lão đã nói. Tiệm rèn không lớn, nên nói là rất nhỏ, còn có chút tồi tàn. Trước cửa tiệm rèn có một đống sắt vụn lộn xộn, thoạt nhìn rất hoang vắng. Diệp Huyên bước lại gần cửa gõ một tiếng, lúc này một giọng nói bỗng vọng ra từ bên trong, cút. Diệp Huyên. Đương nhiên Diệp Huyên không thể cứ vậy mà từ bỏ. Hắn lại gõ cửa, lúc này một lực lượng mạnh mẽ chấn ra từ trong đó. Diệp Huyên đổi sắc mặt, hắn đưa tay phải ra chặn lại. Ầm. Diệp Huyên chợt lùi lại liên tục, lần này hắn lui ra tận mấy chục trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn tay phải của mình, cả cánh tay phải đã bị nứt ra. Vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc. Ngay sau đó Diệp Huyên lại bước tới trước cửa, hắn tiếp tục gõ cửa. Ầm. Diệp Huyên lại bị đánh bay lần nữa. Cứ thế kéo dài khoảng nửa canh giờ sau, cửa được mở ra. Một ông lão mặc đồ rách rưới bước ra ngoài. Lão ta vừa đi ra đã giận dữ chỉ vào Diệp Huyên, người bị điên à? Không chịu dừng phải không, ngươi? Lão ta chợt dừng lại. Khi nhận thấy được ông lão đuổi theo, Diệp Huyên vội vàng tăng tốc. Không chỉ vậy, hắn còn dùng khí hỗn độn để ẩn thân, chẳng mấy chốc ông lão đã mất dấu. Ở một nơi nào đó bên ngoài thành, ông lão lạnh lùng nhìn thoáng qua xung quanh, lúc này đã không còn bất cứ hơi thở nào của Diệp Huyên. Một lát sau, lão ta xoay người rời đi. Ngày thứ tư, Diệp Huyên đến tiệm rèn. Cứ theo cách này đến sau ngày thứ bảy, Diệp Huyên gõ cửa, sau đó xoay người bỏ chạy, nhưng lúc này có một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau hắn, danh con, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên dừng lại rồi quay người, ông lão đang đứng ở cửa tiệm rèn lạnh lùng nhìn hắn. Chương 758, mặt dày. Diệp Huyên tuét miệng ra cười, chào tiền bối ạ, vãn bối là Diệp Huyên, đến từ học viện đạo nhất. Ông lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, người muốn làm gì? Diệp Huyên cười đáp, tiền bối, vãn bối muốn nhờ tiền bối chế tạo giúp một chiếc vỏ kiếm. Ta, mau cút đi. Ông lão khoát tay áo, không quá kiên nhẫn bảo, lão phu sẽ không chế tạo bất kỳ thứ gì cho bất cứ ai cả. Cút cút. Nói xong, lão ta xoay người đi vào tiệm. Diệp Huyên ở bên ngoài trầm ngâm một lát, sau đó hắn rời đi. Ngày hôm sau Diệp Huyên lại đến tiệm rèn, hắn gõ cửa. Cửa được mở ra, ông lão vừa nhìn thấy Diệp Huyên thì cau mày, người vẫn chưa chịu dừng. Diệp Huyên nói, ta muốn học đúc khí. Đúc khí. Hắn nghĩ tới một điều, bây giờ hắn cần một số lượng lớn kiếm, nhưng nếu mua thì với khả năng kinh tế của hắn cũng khó có thể chèo chống. Tại sao hắn không tự chế tạo? Tự học đúc khí. Nghe thấy lời Diệp Huyên. Ông lão hơi sửng sốt, sau đó lão ta hỏi, người học đúc khí. Diệp Huyên vội đáp, đúng, ta học đúc khí. Ông lão cười khẩy, người học đúc khí thì liên quan gì tới lão phu? Đi học người khác đi, lão phu không có thời gian tiếp ngươi. Diệp Huyên thản nhiên bảo, nếu người không nhận ta sẽ không từ bỏ. Nghe vậy, ông lão giận tái mặt, người đang uy hiếp ta phải không? Diệp Huyên vội vàng đáp, không không, tiền bối, ta nói thật đó, người đừng từ chối nhanh như vậy. Người xem ta thử đi, ta cũng không tệ lắm đâu. Ông lão trừng mắt nhìn Diệp Huyên, người mặt dày vậy luôn hả? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, tiền bối, ta rất nghiêm túc. Nếu người cho ta thử một lần, người chắc chắn sẽ không thất vọng. Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm hồi lâu, sau đó ông ta bảo, người không phải mặt dày nữa. Mà là đã đạt tới trình độ không cần thể diện rồi. Diệp Huyên.
ông lão quan sát Diệp Huyên, là ai bảo ngươi đến đây? Diệp Huyên trầm giọng đáp, bậc thánh. Ông lão nở nụ cười mỉa mai, chỉ là bậc thánh mà thôi. Đi đi, đừng tới làm phiền lão phu nữa. Dứt lời, lão ta bỏ đi. Đam Mỹ Hài. Lúc này Diệp Huyên chợt lên tiếng, chỉ là bậc thánh là thế nào? Lão già, ông biết bậc thánh là gì không? Ông có biết không? Khóe mắt ông lão khẽ giật, lão phu không biết bậc thánh là gì. Sau đó lão ta vung tay phải lên, một chiếc chùy sắt dài bằng một cánh tay trong xó xỉnh cách đó không xa đột nhiên bay tới trước mặt Diệp Huyên, ngươi xem thử đi. Chương 759, kiếm của ta. Khi nhìn thấy chiếc chùy sắt này, Diệp Huyên lập tức sửng sốt, bởi vì nó là bậc thánh. Thật sự là bậc thánh. Vẻ mặt của Diệp Huyên trở nên nghiêm túc, ông lão này là ai? Ông lão cười khẩy, ngươi có bậc thánh không? Diệp Huyên trầm giọng bảo, lão già, không phải ta khoác lác đâu. Nếu ta lấy ra một món chắc chắn sẽ khiến ông sợ chết khiếp. Ông lão cười nhạo, làm ta sợ chết khiếp. Ngươi ăn nói hùng hồn thật đấy. Đời này có bảo vật gì mà lão phu chưa từng gặp? Diệp Huyên nói, lão già, nếu vậy thì chúng ta cược đi. Nếu món đồ mà ta lấy ra khiến ông kinh ngạc, ông phải chế tạo một chiếc vỏ kiếm cho ta. Nếu không thì ta sẽ rời đi, không làm phiền ông nữa, thế nào? Ông lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, nói đi nói lại vẫn là vì vỏ kiếm à? Cái tên nhà ngươi không chỉ mặt dày mà còn nhiều mưu mô. Loại kiếm tu như ngươi đúng là nghìn năm khó gặp được một lần. Diệp Huyên mặt không chút cảm xúc, cứ trả lời có cược hay không đi. Ông lão cười lạnh lùng, cược, đương nhiên phải cược. Lão phu cũng muốn xem thử ngươi có bảo vật gì có thể làm lão phu kinh ngạc. Có điều phải nói trước, nếu không làm lão phu kinh ngạc thì ngươi phải rời đi, không bao giờ trở lại nữa. Diệp Huyên gật đầu, ông cũng phải nhớ rằng nếu ta làm ông kinh ngạc, ông phải chế tạo một chiếc vỏ kiếm không thua gì bậc thánh cho ta. Ông lão hờ hững đáp, được thôi, giờ ngươi hãy lấy bảo vật của mình ra đi. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, ở đây không tiện. Ông đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ông lão cau mày, nhưng lão ta vẫn đi theo. Không lâu sau đó, Diệp Huyên dẫn ông lão đến một dãy núi bên ngoài đảo Nhất Thành. Diệp Huyên dừng bước, quay lại nhìn ông lão. Ông lão lạnh nhạt bảo, lấy ra đi. Diệp Huyên mỉm cười, hắn xòe tay phải ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Thanh kiếm trên đỉnh tháp. Khi thanh kiếm này xuất hiện, cả thế giới lập tức đổi màu vì nó. Ông lão sững sờ. Giờ phút này hai mắt ông lão mở to, trong mắt tràn đầy khó tin, ngay sau đó lão ta bước nhanh về phía thanh kiếm kia. Nhưng lúc này Diệp Huyên cất kiếm đi. Xung quanh lập tức yên lặng trở lại. Ông lão bước đến trước mặt Diệp Huyên, lão ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm nhưng không nói gì cả. Như biết Diệp Huyên đang nghĩ gì, ông lão cười khẩy, yên tâm, lão phu sẽ không lật lọng. Diệp Huyên cười hì hì, sao một nhân vật như tiền bối có thể lật lọng chứ? Vãn bối vô cùng yên tâm về tiền bối. Ông lão lạnh nhạt bảo, đi theo ta. Diệp Huyên đi theo ông lâu trở lại tiệm rèn. Sau khi vào tiệm rèn, một mùi ẩm mốc lạnh lẽo lập tức phả vào mặt, mùi này cực kỳ hôi thối. Ông là bước qua bên cạnh. Nằm lên chiếc giường tre rồi hờ hững bảo, cho ta xem kiếm của ngươi, ta cần phải đo đạc cho ngươi. Diệp Huyên nghĩ ngợi, sau đó lấy ra thanh kiếm ám thương bậc thánh. Ông lão vung tay phải lên, kiếm ám thương bay vào tay lão ta. Lão ta nhìn thanh kiếm trong tay, ngụy bậc thánh, ngụy bậc thánh. Diệp Huyên sửng sốt, là sao? Chương 760, mô phỏng kiếm. Ông lão lạnh lùng nói. Nghĩa là thanh kiếm này của ngươi rất rác rưởi, hiểu chưa? Diệp Huyên sa sầm mặt, tiền bối, kiếm này rác rưởi lắm sao? Ông lão cười lạnh lùng, kỹ thuật rèn đúc thanh kiếm này đạt tiêu chuẩn, nhưng nguyên liệu lại vô cùng rác rưởi. Nếu không nhờ có kiếm linh khá đặc biệt, nó thậm chí không được tính là ngụy bậc thánh. Nói xong, lão ta ném thanh kiếm tới trước mặt Diệp Huyên, thanh kiếm này không được, đổi cái khác đi. Diệp Huyên cười khổ, ta không còn cái nào nữa. Nói tới đây, hắn như nghĩ đến gì đó bèn cười khà khà, tiền bối, hay người rèn cho ta một thanh kiếm luôn đi.
kiếm và vỏ kiếm được chế tạo cùng nhau thì hoàn mỹ biết bao. Người nghĩ thì hay lắm. Ông lão trừng mắt nhìn Diệp Huyên, lão phu chỉ làm vỏ kiếm cho ngươi thôi. Diệp Huyên lắc đầu, ta không lo lắng gì cả. Chỉ là tiền bối, ta vẫn chưa thể khống chế thanh kiếm này, lấy nó ra sẽ gây chấn động rất lớn. Ông lão trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó bảo, theo ta đến một nơi. Nói xong, lão ta đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Huyên vội vàng đi theo. Diệp Huyên đi theo ông lão đến một lối vào dưới lòng đất. Hắn đi thẳng xuống dưới với ông lão, lần đi này mất khoảng gần 2 canh giờ. Khi bước ra khỏi một cánh cửa, tầm mắt trở nên sáng sủa, phía trước cách hắn trăm trượng có một đống đổ nát bỏ hoang. Chương 761, ở đây canh giữ. Ông lão dẫn Diệp Huyên đi lên trên đống đổ nát, một lát sau lão ta dừng lại. Trước mặt lão ta có một cái lò khổng lồ, bên trong lò là dung nham. Diệp Huyên quay đầu qua nhìn ông lão, đây là... Ông lão trả lời, lò đúc này thông với tâm trái đất, nó ẩn chứa một lực lượng địa mạch và lực lượng dung nham cực lớn. Lão ta quay sang nhìn Diệp Huyên, kiếm. Diệp Huyên vung tay phải lên, thanh kiếm trên đỉnh tháp lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Khi thanh kiếm này xuất hiện, mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển. Thấy thế, vẻ mặt của ông lão lập tức trở nên nghiêm túc, uy lực của thanh kiếm này đã vượt quá phạm vi của thế giới này. Chủ nhân của nó phải mạnh đến mức nào? Nói xong, lão ta nhìn Diệp Huyên, lai lịch của tên nhóc nhà ngươi cũng không đơn giản đâu. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, không, ta không có chỗ dựa nào cả, thật đó. Ông lão cười mỉa mai, yên tâm, lão phu không có ý đồ gì với ngươi. Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên, ở đây canh giữ. Nói xong, lão ta nhảy lên rồi bay thẳng vào trong lò đúc. Bên ngoài lò đúc, Diệp Huyên háo hức xoa tay, kiếm do ông lão này chế tạo chắc chắn thấp nhất cũng là bậc thánh. Hơn nữa còn có vỏ kiếm. Tới lúc đó hắn kết hợp hai loại kiếm kỹ lại làm một, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên không chỉ một chút. Chương 762, thả hắn ra. Chờ đợi. Việc hắn có thể làm bây giờ là chờ đợi. Cứ vậy từ ngày này qua ngày khác, đến ngày thứ ba lò đúc vẫn không có động tĩnh gì. Nhiều lần Diệp Huyên muốn vào xem thử, nhưng cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý định này. Vì hắn biết nếu có người chen ngang vào thời điểm quan trọng, bao nhiêu công sức rất có thể sẽ đổ sông đổ biển. Tiếp tục đợi. Cứ thế đến ngày thứ năm, lò đúc bắt đầu nhẹ nhàng run lên, Diệp Huyên vội vàng đứng dậy. Sắp xong rồi ư, nhưng lúc này Diệp Huyên đột nhiên xoay người lại, trước mặt hắn không xa có một người thanh niên và một ông lão đang đi tới. Khi hai người họ nhìn thấy Diệp Huyên cũng hơi sửng sốt. Người thanh niên quan sát Diệp Huyên, gã ta nhíu mày, ngươi là ai? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Người thanh niên càng nhíu mày chặt hơn, bản công tử đang hỏi ngươi đấy. Diệp Huyên hờ hững đáp, đệ tử nội viện của Học viện Đạo Nhất. Học viện Đạo Nhất. Người thanh niên quay đầu sang nhìn ông lão trả lời, một học viện ở khu vực phía Bắc, trước đây khi Mục Đạo Nhất còn sống thì cũng tạm được, bây giờ. Không còn đủ tư cách nữa. Nghe vậy, người thanh niên nhìn về phía Diệp Huyên, sao ngươi lại ở đây? Diệp Huyên cười nói, làm vài việc. Người thanh niên nhìn thẳng vào Diệp Huyên. Bây giờ cút ngay cho ta không nói lần hai. Diệp Huyên im lặng đối mặt người thanh niên trẻ tuổi. Dám không nể mặt Học viện Đạo Nhất thế này chứng tỏ lai lịch đối phương không phải nhỏ. Nếu đã không thể dựa vào học viện thì chỉ còn cách ra tay, mà hắn lựa chọn ra tay trước. Không có bất kỳ cảnh báo nào, Diệp Huyên đã vung kiếm lên, mũi kiếm chĩa vào giữa chân mày đối thủ trước khi gã ta kịp phản ứng. Đồng thời, ông lão vốn đứng đó không xa cũng xuất hiện sau lưng Diệp Huyên, bàn tay trái chỉ cách vai hắn có mười mấy tấc rồi lại không dám chụp lấy. Bọn họ đã quá xem thường Diệp Huyên, vì vậy không ngờ rằng hắn sẽ ra tay trước. Ông lão cũng hoàn toàn câm miệng. Diệp Huyên không khỏi bật cười, nói tiếp đi chứ. Ông lão câm lặng nhìn hắn. Gã thanh niên trẻ tuổi cũng lộ vẻ dữ tợn, ngươi có biết ta là ai không? Diệp Huyên quay lại nhìn gã ta, vậy ngươi biết ta là ai không? Đối phương cười gằn, thế cơ à? Nói ta nghe xem.
Diệp Huyên nhăn nhở, ta là cha ngươi đấy. Chương 763, hai giọt máu tươi. Gã thanh niên gắt lên nhưng bị Diệp Huyên giận dữ quát vào mặt câm mồm. Còn nói nữa là ông chém. Đối phương còn muốn giãy giụa nhưng ông lão kia lại lắc đầu, bảo hắn ta đừng manh động. Thế là gã ta hầm hực, Vân Khiếu thúc, ta không tin hắn dám giết ta. Diệp Huyên cười, muốn thử không? Ông lão nhanh chóng mở miệng trước khi gã thanh niên kịp nói gì nữa, người trẻ tuổi, nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Cũng không có gì, ta chỉ muốn các người đợi mà thôi, được chứ, Diệp Huyên nhếch môi. Vân Khiếu hỏi ngược lại, chỉ thế thôi. Hắn gật đầu, chỉ thế thôi. Vân Khiếu đang toan mở miệng thì lò rèn gần đó bỗng chấn động kịch liệt, lão thợ rèn phóng vút đến trước mặt Diệp Huyên, trong tay cầm một cái hộp dài. Diệp Huyên hưng phấn hỏi, thành công rồi. Nhưng lão ta lắc đầu, còn thiếu một bước cuối cùng. Nói đến đây, lão ta mới phát hiện hai người Vân Khiếu, sắc mặt lập tức đanh lại, các ngươi muốn gì? Gã thanh niên lên tiếng, tam thúc, cha bảo con đến mời người trở về. Về ư? Ông lão cười nhạt, về làm gì? Hơn nữa ta đã không còn là người nhà họ Vân, cũng không phải tam thúc của ngươi. Hai người mau cút đi. Gã thanh niên trầm giọng nói, tam thúc cũng là người nhà họ Vân. Lão thợ rèn lạnh lùng ngắt lời, ngươi không nghe ta nói gì à? Gã ta còn muốn nói thêm thì Vân Khiếu đã lên tiếng, Vân Thắng huynh, gia chủ đã giao phó, ngươi có thể không trở về nhưng phải trả báu vật lò rèn địa mạch này lại cho gia tộc. Ngoài ra, không được phép truyền thuật đúc khí của gia tộc ra ngoài, bằng không. Ông lão cười nhạt, không thì thế nào. Giết ta ư, hãy tìm đọc trang chính ở tương đương chăm chui en, óc gờ tương đương. Vân Khiếu nhìn lão đăm đăm, không nói gì. Vân Thắng bỗng nhìn sang Diệp Huyên, hắn chính là truyền nhân của ta, các ngươi có bản lĩnh thì giết đi. Nói rồi, lão ta vung tay lên, cái hộp dài trong tay rơi tõm xuống nước. Chẳng bao lâu sau, đầm nước chấn động ùng ục, kiếm quang không ngừng tuôn ra. Máu. Vân Thắng thét lên với Diệp Huyên, hai giọt máu tươi. Diệp Huyên gật đầu, không chút do dự cong ngón tay, hai giọt máu lập tức nhỏ xuống đầm nước. Quỳnh. Mặt nước chấn động kịch liệt khiến Diệp Huyên không khỏi căng thẳng, tiền bối, sẽ không sao chứ? Chương 764, ngươi dừng lại, xem như lão phu chưa hỏi gì. Vân Thắng nhẹ giọng đáp, có thể ra sao được. Diệp Huyên nhếch mép, phải rồi, tiền bối đã ra tay thì làm gì có chuyện cho được nhỉ? Lão ta nhìn sang, ngươi là tên kiếm tu xảo quyệt nhất ta từng thấy. Ta thật sự không hiểu làm sao một người có tính cách như ngươi lại trở thành kiếm tu cho được chứ đừng nói đến kiếm tiên. Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, thiên phú. Sư phụ bảo tự cổ chí kim, ta là người có thiên phú tốt nhất. Sư phụ ngươi nói cái. Vân Thắng suýt nữa chửi thề. Rồi như nghĩ đến gì mà khựng lại, chủ nhân của thanh kiếm kia. Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên, sư phụ nói ta là thiên tài kiếm đạo tột đỉnh, sau này tinh vực vị ương sẽ phải thần phục dưới kiếm ta. Diệp Huyên ta ắt sẽ. Dừng. Ông lão khoát tay, ngươi dừng lại, xem như lão phu chưa hỏi gì. Diệp Huyên. Một hồi lâu sau, Vân Thắng lại vung tay phải lên. Một thanh kiếm trong vỏ bay vút lên khỏi mặt nước. Lơ lửng trước mặt lão ta. Lão ta đưa nó sang cho Diệp Huyên, thử xem. Diệp Huyên vội vàng đưa tay tiếp nhận rồi rút kiếm ra. Choang, chuyện linh dị. Thuật đúc khí. Vân Thắng ngạc nhiên nhìn hắn, lão phu nói sẽ dạy ngươi lúc nào. Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, ban nãy tiền bối đã nói ta là truyền nhân của người đó thôi. Ông lão trừng mắt, nói thế ngươi cũng tin à? Tin chứ? Vân Thắng hừ lạnh, lão phu nói bừa thôi, tin cái gì mà tin? Chương 765, mâu thuẫn gì cơ? Diệp Huyên lại nhàn nhạt đáp, nhưng hai người kia đã xem lời nói bừa của tiền bối là thật. Hắn thấp giọng thở dài, thôi, tiền bối có dạy hay không cũng không sao. Lỡ sau này ta làm hỏng thanh danh tiền bối thì xem như tội đáng chết vạn lần vậy. Vân Thắng cau mày, ngươi làm hỏng thanh danh của ta. Sao lại thế được? Diệp Huyên hết sức nghiêm túc, người ngoài ai cũng biết ta là đệ tử của tiền bối,
lỡ như ta rèn ra thứ rác rưởi nào đó há chẳng phải làm hỏng thanh danh của người sao? Vân Thắng nghe vậy thì sa sầm mặt mũi. Dưới cái nhìn chòng chọc ấy, Diệp Huyên lập tức bỏ chạy, để lại lão ta im lặng đứng một mình hồi lâu mới xoay gót đi. Diệp Huyên vừa trở về học viện đạo nhất đã bị đại trưởng lão gọi đến điện đạo nhất. Tiên hiệp hay. Vừa bước vào, hắn lập tức sửng sốt. Bởi vì hai người ban nãy đang ở trong đó. Vân Khiếu thấy hắn thì không tỏ vẻ gì, chỉ có gã thanh niên lập tức đanh mặt. Đại trưởng lão nhìn hắn, nói, hai vị này đến từ gia tộc họ Vân ở thiên vực. Nghe Vân Khiếu nói, người có chút mâu thuẫn với họ. Mâu thuẫn ư? Diệp Huyên ngơ ngác, mâu thuẫn gì cơ? Khóe mắt đại trưởng lão dần giật, biết ngay tên này lại bắt đầu giả ngây giả dại. Mâu thuẫn gì sao? Vân Khiếu lạnh lùng nhìn hắn, chỉ vào gã thanh niên, vết thương giữa mày hắn còn không phải do ngươi gây ra. Hắn suýt nữa đã chết trong tay ngươi. Diệp Huyên bỗng kêu lên, tiền bối đừng nói bừa. Ta và vị huynh đài này so tài ngang tay, bất phân thắng bại, nếu không phải tiền bối kịp thời kêu dừng có lẽ ta đã thua dưới tay huynh ấy rồi. Nói xong hắn còn ôm quyền với gã thanh niên, huynh đài mạnh mẽ vô cùng. Diệp Huyên ta bội phục. Gã ta thấy thế thì ngây ra như bị sét đánh, sắc mặt Vân Khiếu lại đen như đáy nồi. Vân Khiếu nhìn chằm chằm Diệp Huyên với vẻ mặt bất thiện. Thì ra là so tài à. Đại trưởng lão bỗng bật cười, nói với Vân Khiếu huynh, người trẻ tuổi so tài với nhau, xảy ra mâu thuẫn cũng là điều khó tránh khỏi. Vân Khiếu lạnh lùng đáp, quý viện có thiên tài thế này cũng khiến người khác hâm mộ. Đại trưởng lão lại cười xòa, nào có, tiểu tử này tính tình bất trị, nếu có gì đắc tội mong Vân Khiếu huynh lượng thứ cho. Chương 766, thì ra là so tài à. Đoạn ông ta quay sang Diệp Huyên, đi xuống đi. Diệp Huyên đi ngay không chút do dự. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, nếu không phải vì nể mặt đại trưởng lão thì hắn còn đếch muốn quan tâm đến hai người này. Một khắc sau. Vân Khiếu và gã thanh niên cũng rời khỏi học viện đạo nhất. Bên ngoài học viện, gã ta thấp giọng hỏi, Khiếu thúc, chỉ vậy thôi sao? Vân Khiếu bắn sang một ánh mắt rét căm căm, bằng không thì thế nào? Hắn thiếu chút nữa đã giết ta, gã thanh niên lạnh lùng gần ra. Vân Khiếu chỉ nhàn nhạt đáp, hắn nói chỉ là so tài, hơn nữa còn suýt bại bởi ngươi, ngươi bảo ta đáp lại thế nào? Rằng ngươi còn không đỡ nổi một chiêu của hắn à? Sắc mặt gã thanh niên xấu xí vô cùng, hắn đánh lén. Bằng không sao ta lại. Vân Khiếu chỉ lắc đầu, ta đã điều tra một chút, hắn còn trẻ như vậy đã là kiếm tiên, không phải kẻ tầm thường. Việc cần gấp bây giờ là bẩm báo gia tộc về việc của Vân Thắng, mối thù này ngày sau còn có cơ hội báo. Ông ta nhìn gã thanh niên, sau đó xoay người biến mất. Gã thanh niên do dự một hồi. Hung tợn quắc mắt chừng về phía học viện đạo nhất rồi mới đi theo. Động tác rút kiếm vẫn được tiếp tục. Từng giờ từng phút trôi qua, đến ngày thứ tư, Diệp Huyên đã không nhớ thanh kiếm đã rời khỏi vỏ bao nhiêu lần nữa. Có câu nỗ lực sẽ được đền đáp, hắn dần dà phát hiện sau khi dùng kỹ thuật rút kiếm này, nhất kiếm định sinh tử của hắn đã bắt đầu thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng bởi vì động tác này lại yêu cầu tiêu hao cực lớn nên Diệp Huyên cũng trở nên kiệt sức, cũng may còn có năng lượng bổ sung từ tử hỏa tinh mới giúp hắn tiếp tục duy trì đợt tu luyện điên cuồng này. Chỉ trong chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Chương 767, có nguy hiểm gì không? Diệp Huyên đứng trong phòng tu luyện, thanh kiếm trong vỏ nằm trong tay trái, lẳng lặng một khắc đồng hồ. Sau đó, tay phải hắn nâng lên nắm chuôi kiếm, rút ra. Choang, một tiếng kiếm reo lên, không chỉ khiến căn phòng sụp đổ mà không gian quanh hắn cũng nứt nẻ. Nhưng Diệp Huyên vẫn lắc đầu, uy lực trong một chiêu rút kiếm này vẫn còn chưa đủ, vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển. Ngặt nỗi tốc độ hiện giờ đã khiến hắn tiêu hao rất nhiều tinh thần và thể lực, xem như đã đến cực hạn của hắn. Khi nhìn lại bản thân, hắn mới phát hiện cánh tay phải đã nứt toạc, cả người như bị đào rỗng, hai chân mềm như bún. Ngự pháp cảnh đã không đủ để gánh mức tiêu hao của chiêu này nữa, hắn phải đạt đến phá không cảnh. Để làm được điều đó, hắn phải có kiếm. Diệp Huyên xếp bằng ngồi xuống,
tính toán tài sản hiện có, 1.600.000 tử nguyên tinh, 11.000 tử hỏa tinh, đổi sang tử nguyên tinh là 1.100.000. Hẳn là đã đủ. Nghĩ vậy, Diệp Huyên quyết định rời khỏi phòng tu luyện nhưng không lập tức đi tìm kiếm, bởi vì hắn còn chuyện khác quan trọng hơn. Hắn đi đến điện đạo nhất, ở đó trong một khắc đồng hồ rồi rời đi, lại vào tháp tử hỏa, nhanh chóng tìm được Viêm Già. Trước mặt nàng ta, hắn đặt ba món vật phẩm vừa lấy được từ chỗ đại trưởng lão xuống. Nàng ta khẽ gật đầu, ta sẽ làm lại thân xác cho nàng ta, nhưng cũng cần một ít thời gian, tháng sau ngươi hãy quay lại. Diệp Huyên do dự một hồi, có nguy hiểm gì không? Viêm Già lắc đầu, không có. Nhưng linh hồn nàng vốn đã bị đánh nát, lại thêm thân xác được làm lại, có thể sẽ xảy ra một số vấn đề sau khi hồi sinh. Việc này thì ta cũng không thể đảm bảo. Diệp Huyên chỉ thấp giọng nói, cho dù thế nào cũng làm ơn tiền bối. Viêm Già gật đầu, đi đi, tháng sau lại đến. Như nghĩ đến gì đó, nàng ta nhắc nhở, cẩn thận Giản Tự Tại ở tầng 4, người này không đơn giản đâu. Cũng không được. Bọn họ chắc chắn sẽ không đưa kiếm cho hắn, khi ấy chẳng lẽ đi trộm. Diệp Huyên bỗng do dự, trộm, nghe có vẻ không tốt lắm. Nghĩ ngợi một hồi, hắn thốt lên, đi, mượn dùng tạm một chút, sau này trả lại. Nói rồi, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong tháp giới ngục, cái thứ không biết xấu hổ này. Chương 768, cẩn thận vẫn hơn. Tiên Kiếm Tông. Tiên Kiếm Tông có địa vị rất quan trọng ở Bắc Vực, vì cả Bắc Vực chỉ có một tông môn kiếm tu này thôi. Kiếm tu trước giờ rất hiếm có, vì kiếm tu yêu cầu thiên phú rất cao và tài nguyên tu luyện khổng lồ, vì thế nếu không có thế lực bồi dưỡng, một người dù có thiên phú vô cùng tốt thì thành tựu vẫn hữu hạn. Mà Diệp Huyên tu luyện đến bây giờ đã cảm nhận được một cách sâu sắc tầm quan trọng của tiền. Nếu không có đủ tiền, trên con đường tu luyện sẽ nửa bước khó đi. Đặc biệt là mỗi lần hắn đột phá đều cần hấp thụ kiếm. Diệp Huyên thông qua truyền tống trận của đạo Nhất Thành, đi tới Tiên Kiếm Tông. Tiên Kiếm Tông đứng sừng sững trên một ngọn núi trong tinh không, như một thanh kiếm đang treo ngược, mà xung quanh ngọn núi này thỉnh thoảng còn có phi kiếm bay qua. Khí thế. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên khi nhìn thấy Tiên Kiếm Tông này còn có khí thế hơn cả học viện đạo nhất nữa. Diệp Huyên cũng không lẻn vào Tiên Kiếm Tông mà là quang minh chính đại đi vào, chỉ chốc lát, một ông lão đeo trường kiếm trên lưng đã xuất hiện trước mặt hắn. Ông lão nhìn Diệp Huyên, người phương nào? Diệp Huyên nghiêm túc nói, vãn bối là học sinh nội viện của học viện đạo nhất, Diệp Huyên, nghe lệnh đại trưởng lão đến thăm hỏi tông chủ Tiên Kiếm Tông. Học viện đạo nhất. Ông lão cau mày, cậu là người của học viện đạo nhất. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Ông lão hỏi, có gì chứng minh không? Diệp Huyên lấy một cái lệnh bài ra, nhìn thấy lệnh bài này, ông lão gật nhẹ đầu, đợi một lát. Nói xong, lão xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn xung quanh thỉnh thoảng có người ngự kiếm đi qua, mà những người này đều rất mạnh mẽ. Lúc này, ông lão lúc trước lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông lão nói, đi theo ta. Cứ thế, Diệp Huyên đi theo ông lão vào Tiên Kiếm Tông. Bên trong Tiên Kiếm Tông rất rộng rãi, rất ít kiến trúc, chỉ có vẻn vẹn mấy tòa đại điện, dọc trên đường đi, Diệp Huyên nhìn thấy không ít kiếm tu, hắn phát hiện một điều là những kiếm tu này đều rất lạnh nhạt, vô cùng lạnh nhạt, hắn chào hỏi những kiếm tu này, đối phương cũng chỉ liếc mắt nhìn hắn, cũng không đáp lại. Rất rõ ràng là Tiên Kiếm Tông lợi hại hơn Thương Kiếm Tông rất nhiều, nhưng lại thiếu đi chút tình người so với Thương Kiếm Tông. Diệp Huyên và ông lão nhanh chóng tiến vào trong đại điện. Trong đại điện, Diệp Huyên nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Người này chính là tông chủ Lý Thanh của Tiên Kiếm Tông. Lý Thanh nhìn Diệp Huyên, cậu là Diệp Huyên đúng không? Diệp Huyên sửng sốt, đối phương từng nghe đến tên mình sao? Lý Thanh nhẹ giọng nói, nghe nói cậu là kiếm tu mạnh nhất trong học viện đạo nhất. Diệp Huyên cười, không có, cũng bình thường thôi. Trong điện, Lý Thanh nhìn theo hướng Diệp Huyên rời đi, nghe nói 16 tuổi người này đã đạt đến kiếm tiên, ông thấy sao? Ông lão ở bên dưới lắc đầu, có lẽ không có khả năng đó,
nhưng thiên phú và sức chiến đấu của người này chắc chắn là không thể nghi ngờ, vì hắn đã đánh bại Nam Sơn, một trong bốn yêu nghiệt của nội viện, mà Nam Sơn đã đạt đến nguyên cảnh rồi. Lý Thanh gật đầu, đúng là không tệ, tiếc là đã gia nhập học viện đạo nhất rồi. Ông lão cười nói, thật sự hơi đáng tiếc, nếu ở Tiên Kiếm Tông ta, được tông môn toàn lực bồi dưỡng, muốn giúp hắn đạt đến đại kiếm tiên trong vòng 2 năm hoàn toàn không phải việc khó. Lý Thanh gật đầu, bảo người của Lầu Tiên Binh cẩn thận một chút, Diệp Huyên này hơi mặt dày, có lẽ hắn sẽ không từ bỏ như thế đâu. Ông lão cười nói, chắc hắn sẽ không đến trộm hay cướp đâu nhỉ. Chương 769, ta không có kiếm. Lý Thanh nói, cẩn thận vẫn hơn. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên đi vào điện, hắn ta thi lễ với hai người, tông chủ, trong Tiên Kiếm Thành có một thanh niên thiết lập lôi đài, tuyên bố người nào đánh thắng hắn có thể lấy được 100.000 viên tử nguyên tinh. Lý Thanh khẽ nhíu mày, là Diệp Huyên kia sao? Người đàn ông gật đầu, đúng thế. Lý Thanh và ông lão nhìn nhau, ông lão nặng nề nói, cái tên này dở trò gì thế? Tiên Kiếm Thành. Lúc này trong thành vô cùng náo nhiệt, vì có người thiết lập lôi đài, còn là một vị kiếm tu không phải người của Tiên Kiếm Tông. Diệp Huyên đứng yên trên lôi đài, hai bên trái phải lôi đài có hai cái biểu ngữ bên trái viết kiếm tu đệ nhất Bắc Phực, bên phải viết không phục thì chiến. Kiêu ngạo. Vô cùng kiêu ngạo. Rất nhiều kiếm tu của Tiên Kiếm Tông nhanh chóng nghe tiếng đi tới. Một người đàn ông bay lên võ đài, gã nhìn Diệp Huyên. Cười khẩy, hùng hồn thật, không ngờ lại dám tự xưng là kiếm tu đệ nhất Bắc Phực, nào, để ta xem ngươi mạnh được bao nhiêu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, muốn khiêu chiến thì được thôi, theo quy tắc, lấy một thanh kiếm bậc thiên ra trước, ngươi thua, thanh kiếm thuộc về ta thua, ngươi sẽ có 100.000 viên tử nguyên tinh. Sắc mặt người đàn ông hơi khó coi, ta không có kiếm. Diệp Huyên giận dữ nói, không có kiếm thì ngươi lấy gì đánh nhau. Người tiếp theo. Người đàn ông giận dữ nói, lão tử là muốn đánh ngươi, ngươi. Người đàn ông đột nhiên im lặng, vì một thanh kiếm đã chĩa vào giữa lông mày gã. Mà xung quanh cũng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Diệp Huyên cất kiếm đi, xuống. Người đàn ông không nói một lời, xoay người bỏ chạy. Cứ thế, Diệp Huyên đợi khoảng nửa khắc sau, một kiếm tu cầm kiếm bay lên võ đài. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, biết quy tắc chưa? Kiếm tu nhìn Diệp Huyên, ta biết rồi. Nói xong, hắn ta búng tay một cái, một thanh kiếm bay sang một bên. Kiếm bậc thiên. Bây giờ hắn muốn đột phá thì phải cần có kiếm, mà Thương hội Thái Hòa chắc chắn không thể đến, người của Tiên Kiếm Tông lại không chịu bán, hắn chỉ có thể dùng cách này để thu được kiếm thôi. Lại một người đàn ông nhanh chóng nhảy lên võ đài. Cứ thế khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyên đã lấy được 7 thanh kiếm bậc thiên. Mà dần dần, người lên lôi đài ngày càng ít. Vì mọi người phát hiện, thực lực của Diệp Huyên rất mạnh. Bọn họ đều không thể tiếp một chiêu kiếm của hắn. Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên từ chân trời xa xa. Ngay sau đó, một tia kiếm quang rơi lên trên võ đài. Chương 770, tăng mức cược, dám không? Người đến là một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc một bộ trường bào màu trắng, vác một hộp kiếm ở sau lưng, trên ngực trái của thanh niên xăm một chữ tiên nho nhỏ. Là Tiên Kiếm Tông, người xung quanh ngạc nhiên thốt lên. Tiên Kiếm Tông. Xung quanh lập tức xôn xao. Người đàn ông áo bào trắng nhìn Diệp Huyên, ngươi là người của học viện đạo nhất. Diệp Huyên gật đầu, học viện đạo nhất, hắn ta nhìn hai bức biểu ngữ của Diệp Huyên. Lát nữa ta sẽ khiến ngươi phải nuốt chúng nó xuống. Diệp Huyên cười nói, kiếm đâu? Người đàn ông áo bào trắng vung tay lên, một thanh kiếm bậc thiên bay sang một bên. Diệp Huyên cười khẽ, ra tay đi. Người đàn ông lại lắc đầu, hắn ta vung tay phải một lần nữa, bốn thanh kiếm bậc thiên bay tới bên cạnh, tổng cộng 5 thanh kiếm. Người đàn ông áo bào trắng nhìn Diệp Huyên, tăng mức cược, dám không? Diệp Huyên cười hỏi, tăng thế nào? Người đàn ông nhẹ giọng nói, nếu ta thua, 5 thanh kiếm này đều là của ngươi, nếu ngươi thua thì phải nuốt 2 bức biểu ngữ kia xuống, còn phải quỳ 3 ngày 3 đêm dưới chân núi của Thương Kiếm Tông ta, ngươi dám không?
Diệp Huyên cười nói, được. Người đàn ông áo bào trắng nhìn Diệp Huyên, tự tin đấy. Dứt lời, thanh kiếm trong vỏ kiếm sau lưng hắn ta bay lên trời, thanh kiếm xuyên vào trong mây trời, một giây sau, một tia kiếm khí bắn xuống từ trên mây xanh, nhắm thẳng vào Diệp Huyên trên võ đài. Kiếm hoàng. Khi thanh niên áo bào trắng này xuất kiếm, một lực kiếm mạnh mẽ lập tức lan tràn khắp võ đài. Khí thế của kiếm hoàng. Một chiêu kiếm rất nhanh. Nhưng Diệp Huyên càng nhanh hơn, khi tia kiếm khí kia còn chưa rơi xuống lôi đài, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt thanh niên áo bào trắng, cùng lúc đó, một thanh kiếm đã chĩa vào cổ họng hắn ta. Thua rồi. Ông lão gật đầu, không ngờ hắn lại dùng cách này để thu thập kiếm. Nói đến đây, ông ta im lặng một hồi rồi tiếp tục, tiếp theo nên làm gì? Cũng đâu thể mặc kệ được, nếu không quan tâm, Tiên Kiếm Tông ta sẽ trở thành trò cười cho Bắc Vực đấy. Lý Thanh nhẹ giọng nói, không phải bình thường đám nhóc trong tông môn hiếu chiến lắm à? Bây giờ bảo bọn họ ra ngoài thể hiện đi. Ông lão ngẫm nghĩ, sau đó nói, cũng đúng, đấu với người mình thì chẳng phải bản lĩnh gì to tát, bây giờ đã đến lúc để bọn họ thể hiện rồi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Một canh giờ sau, gần 100 kiếm tu trong Tiên Kiếm Tông đột nhiên xuống núi, đi thẳng đến Tiên Kiếm Thành. Chương 771, không ngăn cản sao. Sau khi biết chuyện Diệp Huyên lập võ đài ở Tiên Kiếm Thành, tất cả đệ tử của Tiên Kiếm Tông đều nổi giận. Vì bọn họ thấy, hành động này của Diệp Huyên rõ ràng là đang gây hấn với toàn bộ Tiên Kiếm Tông. Ai không biết Tiên Kiếm Tông là tông môn kiếm tu đứng đầu Bắc Vực. Mà Diệp Huyên lại thiết lập lôi đài ở địa bàn của Tiên Kiếm Tông, đồng thời còn tự xưng là kiếm tu đệ nhất Bắc Vực, đây là đang gây hấn với Tiên Kiếm Tông một cách lộ liễu. Sao Tiên Kiếm Tông có thể nhịn được? Đệ tử Tiên Kiếm Tông nhanh chóng tiến vào Tiên Kiếm Thành. Học viện đạo nhất, trong điện đạo nhất, đại trưởng lão đang bàn chuyện với mọi người, lúc này, một người mặc áo đen lặng lẽ xuất hiện bên cạnh đại trưởng lão, không biết người áo đen nói gì, đại trưởng lão đứng bật dậy, hắn đến Tiên Kiếm Thành khiêu chiến với Tiên Kiếm Tông. Mọi người trong điện đều nhìn về phía đại trưởng lão, hơi khó hiểu. Người áo đen gật đầu, đã bắt đầu rồi. Đại trưởng lão cau mày, cái tên này lại dở trò gì thế? Một ông lão ở bên dưới hỏi, sao thế? Đại trưởng lão nặng nề nói, Diệp Huyên đi tới Tiên Kiếm Thành, hắn thiết lập lôi đài, tự xưng là kiếm tu đệ nhất Bắc Vực. Nghe vậy, ông lão vừa hỏi cau mày, hắn đi khiêu chiến Tiên Kiếm Tông. Đại trưởng lão lắc đầu, cũng không phải là đi khiêu chiến Tiên Kiếm Tông, có lẽ là hắn muốn tìm kiếm. Nói xong, ông ta lắc đầu thở dài, cái tên, đúng là không chịu yên. Ông lão nặng nề nói, đại trưởng lão, Diệp Huyên này thật là không yên phận, từ sau khi hắn tiến vào học viện đạo nhất chúng ta thì ngày càng có nhiều chuyện hơn, ta sợ sau này hắn sẽ làm liên lụy đến học viện đạo nhất. Nghe vậy, trong điện yên tĩnh lại. Diệp Huyên. Mọi người đều thừa nhận thiên phú của Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên thật sự quá giỏi gây sự. Quá không yên phận. Một người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh đột nhiên cười nói, thật ra chuyện này có lợi cũng có hại. Mọi người nhìn về phía bà ấy nói tiếp, mọi người không suy nghĩ xem, hắn gây sự, vì sao hắn có thể gây sự? Là vì hắn có bản lĩnh. Hơn nữa lúc người này tiến vào nội viện, Nam Sơn gây chuyện với hắn trước, hắn mới đánh nhau với Nam Sơn. Mà ngoài Nam Sơn, mọi người có nhìn thấy hắn chủ động đi trêu vào ai không? Chẳng những thế, theo ta được biết, bây giờ có mười mấy người đi theo hắn, ngay cả Minh Khôn, một trong bốn yêu nghiệt cũng thế, điều này chứng minh hắn vẫn có sức hấp dẫn nhất định. Ông lão ở cách đó không xa cười khổ, Huệ Tâm đạo sư, vậy bà có từng nghĩ hắn làm như thế bên ngoài sẽ kéo đến cho học viện đạo nhất ta rất nhiều kẻ thù không? Huệ Tâm đạo sư nhẹ giọng nói, các vị đừng trách ta nói thẳng, học viên giỏi gây sự không đáng sợ. Đáng sợ là học viện đạo nhất ta không có học viên giỏi gây sự. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người trở nên hơi nặng nề. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói, ngăn cản bằng cách nào? Bây giờ dù thằng nhóc kia chịu rời đi, Tiên Kiếm Tông cũng không giảng hòa. Nói xong, ông ta đứng lên, đi thôi, đi xem sao. Tiên Kiếm Thành. Dưới lôi đài,
nhóm người đứng tách ra, hơn 100 đệ tử Thiên Kiếm Tông đi tới dưới lôi đài. Nhìn thấy nhiều đệ tử của Thiên Kiếm Tông như vậy, mí mắt Diệp Huyên giật giật, hơi lớn chuyện rồi. Chương 772, Bắc Phực Tam Kiếm. Hai nam một nữ đi lên võ đài, ba người không lớn lắm, chỉ khoảng 20 tuổi. Bắc Phực Tam Kiếm. Đúng lúc này, có người ngạc nhiên thốt lên, là ba kiếm tiên của Bắc Phực. Ba kiếm tiên của Bắc Phực. Trong thế hệ trẻ tuổi ở Bắc Phực có rất nhiều người khá nổi tiếng, ba kiếm tiên của Bắc Phực này chính là một trong số đó. Vì bọn họ đều là kiếm tiên, hơn nữa cũng chỉ mới 20 tuổi. Người đàn ông dẫn đầu nhìn hai bức biểu ngữ của Diệp Huyên, sau đó nhìn Diệp Huyên, người đúng là hùng hồn thật. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, có lẽ ba người chính là yêu nghiệt của Thiên Kiếm Tông. Không biết xưng hô thế nào, người đàn ông dẫn đầu lắc đầu, người không có tư cách biết tên ta. Diệp Huyên cười nói, vậy thì bắt đầu thôi, ba người các ngươi ai lên, hay là cùng lên một lúc? Cùng lên. Nghe thấy câu nói này của Diệp Huyên, mọi người xung quanh lập tức xôn xao. Hắn cho rằng hắn là ai? Cùng lên, hắn điên rồi sao? Đúng là ngông cuồng, đời này lão tử cũng chưa từng thấy người ngông cuồng như thế đâu. Đây là ngu ngốc. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, sắc mặt của ba người trên võ đài đều trở nên hơi khó coi. Người đàn ông dẫn đầu lại mỉm cười, hắn ta khẽ lắc đầu, một đánh ba. Ngươi biết rõ chúng ta sẽ không làm vậy mà còn nói ra những lời này, lòng dạ của ngươi. Nói đến đây, hắn ta vung tay phải lên, 10 thanh kiếm xuất hiện bên cạnh võ đài. Đều là bậc thiên. Người đàn ông dẫn đầu nhìn Diệp Huyên, tăng tiền đặt cược, nếu ngươi thua, ngươi phải nuốt hai bức biểu ngữ này xuống, không những thế, còn phải đến dưới núi của Thiên Kiếm Tông ta quỳ một tháng. Diệp Huyên nhìn ba thanh kiếm kia, sau đó lắc đầu quá ít. Ta lỗ, dù sao nếu ngươi thua, ngươi cũng chỉ mất 10 thanh kiếm mà thôi, còn ta thua thì ta sẽ mất mặt. Người đàn ông nhẹ giọng nói, vậy ngươi muốn mấy thanh? Diệp Huyên giơ ba ngón tay lên, 30 thanh. Nếu ta thua, ta không chỉ ăn luôn biểu ngữ, còn sẽ quỳ một năm ở Thiên Kiếm Tông. Quỳ một năm. Nghe vậy, người đàn ông trước mặt Diệp Huyên lập tức híp mắt lại, xem ra ngươi rất tự tin với bản thân. Diệp Huyên cười nói, đánh cược không? Người đàn ông im lặng. Trên võ đài, Diệp Huyên cũng gật nhẹ đầu, từ kiếm ý và khí thế của người trước mắt đều rất mạnh. Diệp Huyên không hề chủ quan, một hộp kiếm xuất hiện sau lưng hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đại địa chi kiếm. Hắn cũng không dám khinh thường người trước mắt. Người đàn ông đột nhiên bước về phía trước một bước, sau đó, cả người hắn ta trở nên mờ đi, sắc mặt của Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên thay đổi, vì có rất nhiều kiếm quang xuất hiện trước mặt hắn, những kiếm quang này nhỏ tựa mũi kim, đều nhắm thẳng vào chỗ yếu của hắn. Diệp Huyên dậm chân phải một cái, chém kiếm trong tay về phía trước. Chương 773, Thuấn Không Nhất Kiếm. Chỉ là một chiêu kiếm đơn giản. Chiêu kiếm này chém ra, vô số đại địa chi lực xuất hiện từ bên trong. Ầm. Lôi đài dưới chân hai người lập tức sụp đổ. Cùng lúc đó, cả hai người đều nhanh chóng lùi về sau. Chiến trường của hai người trở nên lớn hơn. Hai người gần như dừng lại cùng một lúc. Mà vào lúc Diệp Huyên dừng lại, trong hộp kiếm sau lưng hắn có mấy thanh kiếm đột nhiên bay ra với tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái đã đi tới trước mặt người đàn ông kia. Nhìn thấy những thanh kiếm này, sắc mặt người đàn ông hoàn toàn thay đổi, không dám khinh thường, hắn ta đột nhiên đè hai tay về phía trước, vô số kiếm khí lập tức bắn nhanh ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Ầm ầm. Vô số kiếm khí bắn ra, mọi người xung quanh hoảng hốt, liên tục lùi về sau. Hoàn toàn không dám đến gần hai người. Mà trong luồng kiếm khí này, Diệp Huyên đột nhiên thả người nhảy một cái đến trên đầu người đàn ông. Một giây sau, một tia kiếm khí chém mạnh xuống từ trên không trung, một chiêu kiếm với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông hơi híp mắt lại. Ngay sau đó, hắn ta đột nhiên chắp hai tay, hai thanh cự kiếm xuất hiện trên đầu hắn ta. Cùng lúc đó, hai thanh cự kiếm này lập tức kẹp lấy chiêu kiếm của Diệp Huyên. Chỉ có điều mặt đất dưới chân hắn ta cũng lập tức nứt toác. Vì thế có thể thấy được chiêu kiếm này đáng sợ đến mức nào.
nhưng người đàn ông vẫn cố chống đỡ nó. Mà lúc này, Diệp Huyên đã lùi xa mấy trượng, thanh kiếm trong tay hắn cũng thay đổi. Đại địa chi kiếm biến thành không gian chi kiếm, vào khoảnh khắc thanh kiếm thay đổi, sắc mặt hai người Lý Thanh cũng thay đổi theo. Thanh niên trên võ đài cũng biến sắc mặt, mà lúc này, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt hắn ta một lần nữa, cùng lúc đó, Diệp Huyên lại chém một chiêu kiếm xuống. Không hề có động tác hòa mỹ gì, chỉ là một chiêu kiếm đơn giản. Sắc mặt hai người Lý Thanh trong bóng tối có chút nặng nề. Mà lúc này, Diệp Huyên trên võ đài đột nhiên chắp tay với người đàn ông, cười nói, không hổ là một trong ba kiếm tiên của Bắc Phực, Diệp Huyên ta khâm phục khâm phục, hôm nay coi như hòa nhau, thế nào? Người đàn ông ngây người, hai người Lý Thanh cũng thế. Lúc này, Diệp Huyên thu 30 thanh kiếm kia, cười nói, tiên kiếm tông lợi hại, Diệp Huyên ta xin khâm phục, sau này nếu còn cơ hội sẽ lĩnh giáo các vị tiền bối của tiên kiếm tông, tạm biệt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chuyện dị giới. Mọi người. Chương 774, không ngừng hấp thu. Trong tiên kiếm thành, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đây là không phân thắng bại à? Người đàn ông trên võ đài nhìn Diệp Huyên rời đi, im lặng. Mà một nam một nữ ở bên kia cũng im lặng. Vì bọn họ biết Diệp Huyên có nương tay, chẳng những nương tay, mà còn nể mặt tiên kiếm tông nữa. Ngôn tình ngược. Phải biết rằng nếu Diệp Huyên thật sự trở mặt, thì chẳng những người đàn ông mất mặt, mà cả tiên kiếm tông cũng đều mất mặt. Mà Diệp Huyên không làm thế. Lúc này, người đàn ông vừa giao thủ với Diệp Huyên đột nhiên nói, hắn rất mạnh, còn chưa sử dụng toàn lực nữa. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Mọi người trong tiên kiếm thành cũng dần giải tán, mọi người vẫn có thể chấp nhận chuyện Diệp Huyên không phân thắng bại với người đàn ông, chỉ cần không phải tiên kiếm tông thua là được. Diệp Huyên vừa rời khỏi tiên kiếm thành, Lý Thanh và một ông lão đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên cúi chào, bái kiến hai vị tiền bối. Thấy thế, hai người thầm gật đầu. Lý Thanh nhìn Diệp Huyên, mục đích cậu đến đây là vì kiếm à? Diệp Huyên cười khổ, đúng thế, trong học viện không có kiếm, mà ta có chút khúc mắc với Thương hội Thái Hòa, hết cách nên chỉ có thể đến đây, nếu có gì đắc tội, mong rằng Lý Tông chủ thứ lỗi. Lý Thanh im lặng một lát, sau đó búng tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn, trong nhẫn chứa đồ có 12 thanh kiếm bậc thiên, hơn nữa còn đều là thượng phẩm. Diệp Huyên hơi khó hiểu nhìn về phía Lý Thanh, đây là... Lý Thanh nói, cảm ơn cậu trước đó đã nương tay, sau này nếu có thời gian có thể đến giao lưu với tiên kiếm tông một chút. Nói xong, ông ta rời đi. Diệp Huyên đứng yên tại chỗ, cười khẽ cất nhẫn chứa đồ, ngự kiếm biến mất ở cuối chân trời. Trong một chỗ tối, mấy người đại trưởng lão nhìn Diệp Huyên rời đi, đều thầm gật đầu. Một ông lão bên cạnh đại trưởng lão nhẹ giọng nói, tên này. Không chỉ có thiên phú mạnh. Mặt dày mà làm việc cũng có chừng mực, hắn gây chuyện như thế, chẳng những tiên kiếm tông không thù hận hắn mà còn biết ơn hắn nữa. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão nói, đi về thôi. Mọi người nhanh chóng rời đi. Diệp Huyên trở về học viện đạo nhất, mà lúc này, Tú Môn đã lớn mạnh đến mức có tới 15 người, phải biết rằng cả nội viện này chỉ có chưa tới 40 học sinh nội viện. Sau khi trở về nội viện, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện. Đột phá phá không cảnh. Bây giờ hắn cảm nhận được rõ ràng cảnh giới của mình không đủ, vì một vài kiếm kỹ mạnh đều cần cảnh giới chống đỡ. Bây giờ hắn có tổng cộng gần 70 thanh kiếm bậc thiên. Trong điện đạo nhất, đại trưởng lão nhìn ba người, sau đó hỏi, ba người là. Ông lão cười nói, lão phu là Mục Thiên, khách khanh của nhà Độc Cô. Lần này đại diện nhà Độc Cô đến đây. Nghe vậy, sắc mặt đại trưởng lão hơi thay đổi, nhà Độc Cô của thiên vực. Ông lão gật đầu, đúng thế. Vẻ mặt của đại trưởng lão trở nên hơi nặng nề. Một lát sau, đại trưởng lão nói, sao các hạ lại đến đây? Chương 775, phá không cảnh. Ông lão cười nói, nhà Độc Cô ta muốn đòi hai người người từ quý viện. Đòi hai người. Đại trưởng lão cao mày, hai người nào?
Ông lão nhìn thẳng vào đại trưởng lão, Diệp Huyên, Diệp Liên. Nghe vậy, đại trưởng lão sửng sốt, một lát sau, ông ta nặng nề hỏi, các hạ có ý gì? Mục Thiên trầm giọng nói, đại trưởng lão, đây là chuyện xấu của nhà độc cô ta cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay đến đây là muốn đưa hai người này về. Đại trưởng lão nặng nề nói, hai huynh muội bọn họ là người nhà độc cô. Mục Thiên cười khẩy, đương nhiên không phải. Nói xong, lão ta chắp tay, đại trưởng lão, mong ông giao hai kẻ này cho ta, để lão phu mang về. Đại trưởng lão trầm giọng nói, hai người này đều là học sinh của học viện đạo nhất ta. Nghe vậy, Mục Thiên híp hai mắt lại, đại trưởng lão có ý gì? Đại trưởng lão cười nói, nếu hắn đồng ý quay về với các hạ, học viện đạo nhất ta chắc chắn không ngăn cản, hai huynh muội hắn đều có quyền tự do tuyệt đối. Nhưng nếu hắn không muốn đi, học viện đạo nhất ta cũng sẽ không để người khác ép buộc hai huynh muội hắn đi. Mục Thiên cười mỉa mai, đại trưởng lão, học viện đạo nhất ông là muốn nhúng tay vào việc riêng của nhà độc cô ta sao? Đại trưởng lão lắc đầu, ta không có hứng thú với việc riêng của nhà độc cô, chỉ hy vọng các hạ hiểu, bây giờ hai người họ đều là học viên của học viện đạo nhất ta, chỉ thế mà thôi. Mục Thiên nhìn thẳng vào đại trưởng lão, nói thế nghĩa là học viện đạo nhất không muốn giao bọn họ ra đúng không? Sắc mặt đại trưởng lão cũng trở nên lạnh lẽo, thế nào, chẳng lẽ các hạ còn muốn bắt đi luôn sao? Vẻ mặt Mục Thiên có hơi dữ tợn, nếu là thời đại của Mục đạo nhất, nhà độc cô ta còn sẽ kiêng dè học viện đạo nhất các người một chút, nhưng bây giờ, lão phu cho ông biết, trong vòng 3 ngày, nếu học viện đạo nhất ông không giao bọn họ ra, các người sẽ phải hối hận cả đời. Nói xong, lão ta xoay người rời đi. Trong điện, sắc mặt đại trưởng lão u ám, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, đại trưởng lão nói, triệu tập các vị đạo sư. Chẳng mấy chốc, các đạo sư nội viện của học viện đạo nhất đều đi tới điện đạo nhất. Giao hai huynh đệ Diệp Huyên ra. Sao mà được, nếu học viện đạo nhất ta giao bọn họ ra, thì sao chúng ta còn có chỗ đặt chân ở Bắc vực này nữa? Đúng là không được, giao hai huynh muội Diệp Huyên ra, người của Bắc vực này sẽ chế giễu học viện đạo nhất chúng ta. Ngày thứ tư, Diệp Huyên ở trong phòng tu luyện đột nhiên mở mắt, trong mắt hắn có hai tia kiếm quang bắn nhanh ra ngoài. Xẹt xẹt. Trên vách tường phía xa lập tức xuất hiện hai vết nứt sâu không thấy đáy. Cùng lúc đó, một hơi thở mạnh mẽ tản ra từ quanh người Diệp Huyên. Phá không cảnh. Sau khi hấp thụ 67 thanh kiếm bậc thiên, cuối cùng hắn cùng đạt đến phá không cảnh. Sau khi đạt đến phá không cảnh, Diệp Huyên nhẹ nhàng đè tay phải về phía trước, trong nháy mắt, không gian chỗ lòng bàn tay hắn lập tức nứt ra, sau đó, vô số năng lượng tốt xuất hiện từ trong vết nứt không gian kia. Chương 776, vì không dám dùng. Cảm nhận được những năng lượng tối đó, vẻ mặt Diệp Huyên hơi nghiêm túc, bây giờ hắn đã biết vì sao cao thủ phá không cảnh mạnh hơn cao thủ ngự pháp cảnh chân chính rồi. Những năng lượng tối này thật sự rất mạnh, dù là hắn cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, sau khi đạt đến phá không cảnh, hắn bắt đầu tiếp tục luyện tập kiếm kỹ của mình. Mà bây giờ, mỗi lần rút kiếm, hắn cũng không cảm thấy quá mất sức nữa. Nhưng mỗi lần rút kiếm vẫn tốn rất nhiều năng lượng, với tình huống của hắn bây giờ, trong nửa canh giờ nhiều nhất chỉ có thể rút được 2 lần. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên cười khẽ, kiếm kỹ này được dung hợp từ 2 loại kiếm kỹ, phải đặt tên một lần nữa. Nên đặt là gì đây? Nói xong, hắn im lặng suy nghĩ, một lát sau, hắn hơi cong môi, cứ gọi là rút kiếm định sinh tử đi. Ha ha, cười một hồi, hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hắn vung tay phải lên, 2 thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm ám thương, còn có thanh kiếm vân thắng chế tạo cho hắn. 2 thanh kiếm này đều có bậc thánh, đương nhiên thanh kiếm vân thắng chế tạo cho hắn tốt hơn một chút. Hắn đặt tên cho thanh kiếm vân thắng chế tạo là Linh Tiên. Trước đó hắn điên cuồng tu luyện rút kiếm định sinh tử, đều sử dụng thanh kiếm bình thường, chưa từng sử dụng kiếm Linh Tiên này. Vì không dám dùng. Nếu sử dụng nó, chắc chắn có thể hủy diệt cả phòng tu luyện này. Dù hắn rất tò mò về uy lực của thanh kiếm này sau khi thêm rút kiếm định sinh tử vào, nhưng hắn vẫn không thử. Cứ để đấy.
Diệp Huyên rời khỏi phòng tu luyện, hắn đi đến thế giới dưới lòng đất bên dưới đường tử hỏa. Trước giờ hắn vẫn chưa từng quên chuyện Việt Kỳ. Nhưng khi hắn đi tới đại điện kia, thì cửa điện lại đang đóng chặt. Thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày, hắn đang muốn lặng lẽ lẻn vào thì lúc này, cửa đột nhiên mở ra, một giọng nói vang lên, vào đi. Giọng nói của Viêm già. Diệp Huyên vội vã đi vào, trước mặt Viêm già bày một cái bàn dài đỏ như lửa, một người phụ nữ đang nằm trên bàn. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, suýt quên mất Viêm già này vốn dĩ ở trong tháp giới ngục. Viêm già chỉ vào Việt Kỳ, dùng khí hỗn động của ngươi bồi dưỡng thân thể của nàng ta. Diệp Huyên nói, đưa khí hỗn độn vào trong cơ thể của người. Viêm già gật đầu, bây giờ nàng ta chưa có ý thức, sau khi đưa khí hỗn độn vào trong người nàng ta, người phải dẫn dắt nó chậm rãi bồi dưỡng thân thể nàng ta. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, trong quá trình này, người phải sờ khắp cả người nàng ta, người sẽ không có suy nghĩ xấu gì đó chứ. Diệp Huyên, chương 777, có chút ấn tượng. Sờ khắp cả người. Diệp Huyên sững sờ một lúc lâu, cuối cùng, hắn nhìn về phía Viêm già, việc này hoàn toàn có thể để tiền bối giúp, đúng không? Viêm già nhìn Diệp Huyên, có thể, nhưng khí hỗn độn này của ngươi là thần vật, giao cho ta, ngươi yên tâm sao? Diệp Huyên cười, hắn vung tay phải lên, một tia khí hỗn độn xuất hiện trước mặt Viêm già, sau đó hắn xoay người lùi sang một bên. Viêm già nhìn Diệp Huyên, không nói gì nữa. Bắt đầu sử dụng khí hỗn độn bồi dưỡng thân thể cho Việt Kỳ. Diệp Huyên ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi. Nhìn Việt Kỳ phía xa, Diệp Huyên nhớ đến Thanh Thương Giới, Thương Kiếm Tông. Thời gian từng chút trôi qua, khoảng 2 ngày sau, Việt Kỳ đột nhiên mở mắt ra, Diệp Huyên cách đó không xa vội vã đi qua. Ánh mắt Việt Kỳ hơi mơ màng, Diệp Huyên vội nói, Việt Sư Tôn. Việt Kỳ nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là... Nghe vậy, Diệp Huyên sa sầm mặt, hắn quay đầu nhìn về phía Viêm già, nàng ta nói, thân thể và linh hồn của nàng ta vừa mới dung hợp, ký ức tạm thời chưa thể khôi phục hoàn toàn, cho nàng ta một ít thời gian. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhìn về phía Việt Kỳ, cười nói, không nhớ ta sao? Việt Kỳ nhìn Diệp Huyên, hơi cau mày, có chút ấn tượng. Diệp Huyên cười nói, không sao, sau này từ từ sẽ nhớ. Lúc này, Việt Kỳ nhìn cơ thể của mình, khi phát hiện mình không mặc gì, nàng ấy càng nhíu chặt mày hơn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi cởi. Diệp Huyên vội xua tay, không không, là vị tiền bối bên cạnh ta cởi, cũng là nàng ấy cứu người. Việt Kỳ nhìn về phía Viêm già ở cách đó không xa, sau đó nàng ấy đứng lên, nàng ấy vừa đứng, Diệp Huyên đã vội xoay người, nói, Việt Sư Tôn, người mặc đồ vào trước đi. Việt Kỳ nhìn Diệp Huyên, dù sao cũng đã bị ngươi thấy hết rồi, không phải à? Diệp Huyên. Việt Kỳ cúi người với Viêm già cảm ơn. Viêm già nói, ngươi có thể nhớ lại một vài chuyện, đúng không? Việt Kỳ gật đầu. Viêm già gật đầu, bây giờ thân thể và linh hồn của ngươi vừa mới dung hợp, thực lực tạm thời vẫn không thể khôi phục, đợi sau khi thân thể và linh hồn hoàn toàn dung hợp hẳn nghĩ đến chuyện khôi phục thực lực. Hiểu chưa? Việt Kỳ gật đầu, sau đó nàng ấy quay đầu nhìn Diệp Huyên, cho ta một bộ quần áo. Diệp Huyên vội vã lấy trường bào ra khoác lên cho Việt Kỳ, hắn do dự một hồi rồi nói, người thật sự không nhớ ra ta sao? Việt Kỳ nhìn hắn, không nói gì. Diệp Huyên cười khổ, không sao, sau này từ từ nhớ lại. Việt Kỳ không nói gì. Diệp Huyên đợi thêm một lát vẫn không có được câu trả lời, hắn rời khỏi đại điện. Trong điện, Viêm già đột nhiên nói, hắn rất quan tâm ngươi. Việt Kỳ nhẹ giọng đáp, ta không trách hắn. Viêm già hỏi, vậy vì sao không nói thẳng với hắn? Chương 778, cậu biết nhà họ Độc cô chứ? Việt Kỳ trả lời, khi nãy đang suy nghĩ, mất tập trung. Viêm già. Diệp Huyên vừa rời khỏi lòng đất, đại trưởng lão đã tìm đến hắn, ông lão ở tiệm rèn xảy ra chuyện rồi. Vân Thắng. Diệp Huyên cau mày, chuyện gì ạ? Đại trưởng lão nặng nề nói, trước đó trong đạo nhất thành xảy ra đại chiến, tiệm rèn bị phá hủy. Nói xong,
ông ta nhìn Diệp Huyên, đây cũng là chuyện của nhà họ Vân, đừng nói là cậu muốn nhúng tay nhé. Diệp Huyên ngây người, đương nhiên là không. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói, vì cậu có bảo vật, nên có rất nhiều người chú ý đến cậu, đừng nhúng tay vào vũng nước đục này nữa. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Đại trưởng lão gật nhẹ đầu, cậu biết nhà họ Độc cô chứ? Diệp Huyên lắc đầu, chưa từng nghe nói. Đại trưởng lão nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười khổ, thật sự chưa từng nghe nói. Đại trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, đây là một gia tộc lớn đến từ thiên vực, nói chung, trước khi viện trưởng chưa trở về, cậu cố hết sức đừng rời khỏi học viện. Diệp Huyên hỏi với giọng điệu nặng nề, lại có người muốn đến tìm ta à? Đại trưởng lão nhìn hắn, cậu đó, bây giờ cố mà khiêm tốn một chút. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đứng im tại chỗ, sau đó xoay người biến mất. Một lát sau, Diệp Huyên đi tới Đạo Nhất Thành, lúc đến tiệm rèn một lần nữa, tiệm rèn kia đã không còn nữa. Xảy ra chuyện rồi. Diệp Huyên sa sầm mặt, hắn nhìn một vòng xung quanh, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chính là Vân Thắng kia. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, Vân Thắng đã kéo hắn rời đi. Bên ngoài Đạo Nhất Thành, Vân Thắng dẫn Diệp Huyên đi tới dưới thác nước trong núi thẳm. Hai người vừa tiếp đất, Vân Thắng đã ngồi thẳng xuống đất. Diệp Huyên thay đổi sắc mặt, vì lúc này hắn mới phát hiện, Vân Thắng bị thương nặng. Vân Thắng lắc đầu, ta không có nhiều thời gian như vậy. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, Vân Thắng đột nhiên nhìn về phía hắn, sau đó lấy một con dấu đen to bằng nắm đấm ra đưa cho hắn, bên trong con dấu này có truyền thừa kỹ thuật đúc vũ khí của nhà họ Vân ta và một báu vật của nhà họ Vân, bây giờ... ta đưa nó cho ngươi. Diệp Huyên nặng nề hỏi, tiền bối, người là? Vân Thắng lắc đầu, mấy năm nay, ta vẫn luôn tìm kiếm truyền nhân, hy vọng để lại kiến thức cả đời, đáng tiếc vẫn mãi không tìm thấy. Nói đến đây, lão ta nhìn Diệp Huyên, không ngờ ta lại đưa truyền thừa cả đời cho ngươi. Diệp Huyên cười khổ, có phải tiền bối không xem trọng ta không? Vân Thắng nhẹ giọng nói, ngươi cũng không thích hợp với nghề này lắm. Nhưng nếu ngươi thật lòng thích nó, chú tâm học hỏi, thành tựu trên việc đúc vũ khí sau này cũng sẽ không thấp. Chương 779, cũng có thể thử xem. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, chuyện đúc vũ khí tạm thời bỏ qua một bên đi, người dưỡng thương trước đã, ta. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, Diệp Huyên quen ông lão này, chính là Vân Khiếu rời đi lúc trước, mà phía sau Vân Khiếu còn có hai ông lão. Vân Khiếu lạnh lùng nhìn Vân Thắng, cười khẩy, ta biết ông sẽ còn xuất hiện ở tiệm rèn mà. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, vẻ mặt lạnh lùng, lại gặp mặt rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Vân Thắng, lão ta nặng nề nói, ta ngăn cản bọn họ, người trở về học viện Đạo Nhất đi. Ngăn cản. Vân Khiếu ở phía xa cười khẩy, Vân Thắng, ông ngăn được sao? Vân Thắng không để ý đến Vân Khiếu. Mà nhìn về phía Diệp Huyên, giận dữ nói, còn không mau đi. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, tiền bối, thật ra ta đánh nhau giỏi lắm. Ngươi đánh nhau cái khỉ gì? Vân Thắng tức giận, ngươi có thể đánh thắng ba cao thủ nguyên cảnh sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, cũng có thể thử xem. Vân Thắng. Diệp Huyên xoay người đi về phía ba người Vân Khiếu, ba người nể mặt Diệp Huyên ta một chút, có được không? Vân Khiếu cười mỉa mai, nể mặt ngươi, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, mà khi hắn xuất hiện một lần nữa thì đã xuất hiện ngay trước mặt ông ta. Sắc mặt Vân Khiếu hoàn toàn thay đổi, nhưng phản ứng của ông ta rất nhanh, một hơi thở mạnh mẽ phát ra từ trong người ông ta. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Chiêu kiếm này chém xuống. Vân Khiếu lập tức bị chấn động bay xa trăm trượng. Thấy cảnh này, Vân Thắng đang muốn ra tay ở cách đó không xa ngây người. Mà Vân Khiếu cũng sửng sốt, mạnh thế, ngôn tình ngược. Diệp Huyên cầm kiếm tiếp tục đi về phía ba người Vân Khiếu, ba người các người cùng lên đi. Nếu không thì dễ dàng quá. Nghe vậy, Vân Khiếu giận tím mặt, ngông cuồng. Dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất.
một giây sau, một sức mạnh kinh khủng nhắm thẳng vào Diệp Huyên. Mà lúc này, Diệp Huyên chợt dừng lại, một thanh phi kiếm xuất hiện. Diệp Huyên cười nói, nếu ta tha cho ông có còn tới gây chuyện với ta nữa không? Vân Khiếu lạnh lùng nói, Diệp Huyên, đây là chuyện của nhà họ Vân ta, nếu ngươi nhúng ta vào, nhà họ Vân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyên nhếch miệng cười, ta không định gây thù chuốc oán, nhưng nếu ai muốn đối địch với ta, ông đây sẽ tiếp đến cùng. Dứt lời, hắn chém ra một chiêu kiếm. Phụt. Đầu Vân Khiếu bay thẳng ra ngoài. Chương 780, ta sẽ không trở về. Giết. Vân Thắng ở phía sau Diệp Huyên sửng sốt, cứ thế giết luôn ư? Hai cao thủ nguyên cảnh khác cũng ngây người, bọn họ đều không ngờ Diệp Huyên sẽ trực tiếp giết người. Bọn họ là đại diện cho nhà họ Vân đấy. Đúng lúc này, Diệp Huyên lại biến mất một lần nữa, hai cao thủ nguyên cảnh thay đổi sắc mặt, vội vã ra tay. Một đánh hai. Khoảng nửa khắc sau, xung quanh lại trở nên yên tĩnh, mà ở trước mặt Diệp Huyên là ba cái xác. Diệp Huyên đứng trước ba cái xác, hắn nhắm nghiền hai mắt, đang sử dụng nhẫn xiển u hấp thụ năng lượng của ba cái xác. Ở phía xa, Vân Thắng nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt nghiêm túc. Sức chiến đấu này của Diệp Huyên vượt xa dự đoán của lão ta. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên cất nhẫn xiển u, sau đó cất nhẫn chứa đồ của ba người đi, trong nhẫn chứa đồ của bọn họ có tổng cộng hơn 1 triệu tử nguyên tinh. Ngoài ra cũng có hơn 30 báu vật bậc thiên, nhưng không hề có báu vật bậc thánh. Người có biết mình vừa làm gì không? Lúc này, Vân Thắng cách đó không xa đột nhiên hỏi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối là muốn nói, ta giết người nhà họ Vân sẽ không bỏ qua cho ta, đúng không? Vân Thắng gật đầu, nhà họ Vân không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Huyên nói, chính vì thế nên ta mới giết ba người bọn họ. Bây giờ ai biết là ta giết người nhà họ Vân chứ? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vân Thắng, tiền bối, người sẽ không đi mật báo chứ? Vân Thắng nhìn Diệp Huyên. Không nói gì. Diệp Huyên đi tới trước mặt Vân Thắng, cười nói tiền bối trở về học viện đạo nhất cùng ta, hay là... Vân Thắng lắc đầu, ta sẽ không trở về. Nói xong, lão ta nhìn Diệp Huyên, khoảng thời gian này ngươi cũng ở đây cố gắng học kỹ thuật đúc vũ khí với ta đi. Diệp Huyên vội hành lễ, bái kiến sư phụ. Vân Thắng lắc đầu nở nụ cười, cái tên này. Kỹ thuật đúc vũ khí. Khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Diệp Huyên đều học tập kỹ thuật đúc vũ khí với Vân Thắng, vì hắn biết sau này mình sẽ cần rất nhiều kiếm, mà hắn sẽ không có đủ tiền để mua. Tự mình làm ra. Mà Vân Thắng cũng rất hài lòng với Diệp Huyên, phải nói rằng Diệp Huyên cũng khiến lão ta hơi ngạc nhiên, vì Diệp Huyên học rất chăm chỉ, rất nghiêm túc, tiếp thu cũng nhanh. Vì thế, Vân Thắng càng ngày càng hài lòng. Diệp Huyên cũng càng học càng hăng hái. Vì hắn phát hiện đúc vũ khí là một việc rất thú vị, đặc biệt là mỗi lần khi nhìn thấy thứ mình tạo ra, hắn luôn cảm thấy rất thành công. Minh Khôn ở một bên cười nói, Diệp Huynh có điều không biết, nếu mới phát hiện, có nghĩa là thế giới nhỏ kia còn chưa bị ai chiếm lĩnh, tài nguyên bên trong đều không có chủ. Nghe vậy, Diệp Huyên hiểu ra, dường như nghĩ đến điều gì, hắn nhìn về phía Tiêu Qua, ai phát hiện. Tiêu Qua trầm giọng nói, không biết. Nhưng có lẽ chuyện này sẽ nhanh chóng truyền khắp các thế lực lớn, cho nên, chúng ta cần phải đi trước. Diệp Huyên nói, chuyện tốt như thế chắc chắn có nhiều người muốn giành được. Tiêu Qua cười nói, đương nhiên, lúc này chắc chắn có không ít người đến đó, nhưng có thể lấy được bao nhiêu thứ tốt thì phải xem bản lĩnh của mình. Diệp Huynh có hứng thú đi một chuyến không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.